chị em đọc mấy từ sau. Ok. Yeah. Đầu tiên gặp từ can và can. Ok. Ví dụ mình nói tôi có thể bơi mà nói I can. I can swim. I can swim. Da da da. Mình không nhấn vào chữ can nào đó ha. Thông thường là như vậy nha, không phải 100% như vậy. I can swim. Ok. Tôi không thể bơi, mình nhấn mạnh vào và đọc nhấn mạnh vào chữ can. I can swim. La la la. I love you. I can't swim. I can't swim. Okay. I can swim. And I can't swim. Okay. That's good. Cặp tiếp theo. Are. You are. Đầu từ to be của you. You are. Huh? Và you are. Okay. Khó ở đây là chữ are. Mình đọc này. Are. Nhớ tròn miệng. Lấy gương ra soi cái miệng mình có tròn không nhé. Mình không đọc là a. À. Okay. Mình đọc are. Uống lưỡi lên và giữ cái học cái hơi thở lại không có thở ha r chưa arr. và tiếp theo mình đọc chữ n nữa r r n thấy không ạ à? you are you are you are ok they are no they aren't americans no they aren't americans very good tiếp theo chữ didn't didn't ok mình đọc chữ did và đọc thêm chữ n vào là là quá khứ đơn của chữ là là là, phủ định của quá khứ đơn i didn't ok i didn't go to school ok did um, ok đọc chữ n bằng âm mũi didn't didn't n bằng âm mũi nhé did um, ok didn't didn't no i didn't no i didn't No, I didn't go to school. No, I didn't go to school yesterday. No, I didn't.